thưa ừ, quý vị và các bạn, thanh tra sở giao thông vận tải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Mỹ Lộc mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa theo công văn số 713 của Bộ Giao thông Vận tải. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tin trật tự an toàn giao thông. Để thực hiện được mục tiêu kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Ban An toàn giao thông tỉnh đã xây dựng và đề ra 8 nhóm giải pháp để tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2023. Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các sở ngành thành viên và Ban An toàn giao thông các huyện thành phố tiếp tục tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ thị số 23 CTTVK ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ, ủy ban an toàn giao thông quốc gia và của tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Các cơ quan thành viên ban an toàn giao thông tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng để mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thực hiện nếp sống văn hóa giao thông duy trì và phát huy các mô hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, gắn với đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Sở Giao thông Vận tải ra soát điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo, phát hiện những điểm cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để các biện pháp sớm khắc phục đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ ủy thác, các đoạn tuyến xuống cấp hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, tăng cường quản lý nhà nước về các lĩnh vực chuyên ngành. Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo sát hạch, thường xuyên giả soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện về cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo lái xe, quản lý lái xe. Lực lượng thanh tra giao thông tăng cường giám sát thường xuyên đột xuất các kỳ sát hạch, kịp thời phát hiện xử lý các tồn tại trong công tác sát hạch, yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ cung cấp dữ liệu IRT và chịu hoàn toàn trách nhiệm tính trung thực của dữ liệu DT, quản lý chặt chẽ giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng đảm bảo phân bổ giáo viên, thiết bị dạy học đúng với kế hoạch đào tạo của nhà trường, nghiêm cấm việc tự nhận học viên và dạy thực hành bằng ô tô tập lái ngoài kế hoạch, ngoài tuyến đường tập lái đã được duyệt. Tổ chức đào tạo lý thuyết, thực hành lái xe theo đúng nội dung chương trình và thời gian đào tạo. Tổ chức kiểm tra hết môn, kiểm tra cấp chứng chỉ và lưu trữ hồ sơ đào tạo theo đúng quy định. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện công văn 713 của Bộ Giao thông Vận tải, Công an huyện Mỹ Lộc phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện xếp hàng hóa trên xe ô tô tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường trọng điểm của huyện Mỹ Lộc. Với mục tiêu chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải và cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Mỹ Lộc bố trí từng tổ công tác vừa tuần tra kiểm soát lưu động, vừa cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là người điều khiển phương tiện ô tô tải xe ô tô đầu kéo rơ móc vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế của xe. Nhất là các loại xe chở sắt, thép xi măng, xe quá khổ giới hạn của cầu đường. Để thực hiện nghiêm chuyên đề đã xây dựng, thanh tra sở giao thông vận tải và đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Mỹ Lộc tổ chức khảo sát tuyến địa bàn có vị trí mặt đường rộng thuận lợi cho việc đặt thiết bị cân tải trọng cùng các thiết bị công cụ hỗ trợ khác đảm bảo an toàn không gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Đội giao thông quan huyện Mỹ Độc đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý các phương tiện liên quan đến chở hàng quá tải trọng. Bên cạnh đó, đội cảnh sát thông cũng phối hợp với công an các xã, thị trấn, đặc biệt là những cái nơi mà có cái bến bãi từ đầu nguồn để có hàng hóa liên quan đến vật liệu xây dựng, cát đá để xuống tuyên truyền, ký cam kết để làm sao chủ cái bến bãi chấp hành tốt về cái bốc xếp hàng hóa lên các phương tiện để xuất phát từ bến ra các tuyến đường để tham gia giao thông để đảm bảo an toàn thông cũng như phòng ngừa tai nạn và chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra xử lý quyết liệt những cái trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo cái trật tự an toàn thông trên địa bàn huyện. Trong thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 2023 đến nay, việc kiểm tra xử lý được lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mỹ Lộc tiến hành triệt để và duy trì thường xuyên liên tục, nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện. Đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công tác tuần tra, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông và các vi phạm khác. Trong quá trình thực hiện, các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. yêu cầu anh là khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở trên đường là phải chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. đây có những cái nội dung cơ bản đó là điều kiện điều khiển xe là không được sử dụng rượu bia này chất kích thích và chất có cồn. Đấy. hai là bốc giữ hàng hóa là là không được quá tải trọng, không cơi nới thành thùng. Đấy. cái thứ ba nữa là là khi mà chở những cái vật liệu ví dụ rơi vãi như cát đá là phải có cái biện pháp làm mà an toàn chống rơi vãi theo quy định. Đấy. Thứ hai nữa là phải đảm bảo tất cả các loại giấy tờ theo quy định của người điều khiển và của phương tiện, ví dụ như là giấy phép lái xe này, đăng ký đăng kiểm này, bảo hiểm này. Đấy, thì tất cả những cái giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển là phải đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong thời gian một tháng, từ ngày 1 tháng 7 đến 31 tháng 7 2023, lực lượng thanh tra sở dông vận tải phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Mỹ Lộc cũng kiểm tra các trạm trung chuyển vật liệu xây dựng, các bến bãi ngang sông, ký cam kết với các cá nhân chủ doanh nghiệp khai thác bến bãi, yêu cầu các nhân viên lái xe, phụ xe có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định khi tham gia giao thông không đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông. Bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô không vượt quá tải trọng cho phép chở của xe và tải trọng khổ giới hạn của cầu hầm đường bộ trên toàn tuyến đường vận tải hàng hóa. Không sử dụng xe ô tô cơi nới kích thước thành thùng trái quy định. Làm kinh doanh ở đây là tôi cũng đã được bên uh, giao thông đưa cũng cam kết ra để thứ nhất là theo uh, múc hàng theo trọng tải của xe đấy còn khách hàng đến lấy xe của tôi đến bây giờ tôi nhìn cái thứ nhất là cái, cái, cái xe đang kiểm cái tải trọng bao nhiêu là cái múc bấy nhiêu còn quân lấy thêm nữa à, tôi cũng bảo múc tôi không múc từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 2023, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Mỹ Lộc tăng cường duy trì các tổ công tác tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, nhất là tại các đầu nguồn hàng như bến thủy nội địa, bến bãi, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chuyển hướng ở các điểm giao cắt trên quốc lộ cần thiết phải quan sát gương, có tín hiệu xin chuyển hướng, giảm tốc độ. Người điều khiển phương tiện xe tải, xe khách khi lưu thông trên quốc lộ có giao thông hỗn hợp với xe mô tô, xe gắn máy cần chú trọng quan sát giữ khoảng cách an toàn và giảm tốc độ. Một cẩm nang đi đường đã khép lại tạp chí an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh Truyền Nam Định. Mọi thông tin liên quan đến vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông, những gương điển hình trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông, quý vị và các bạn gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ Tạp chí An toàn Giao thông, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, số 6 đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định hoặc gửi qua địa chỉ email an toàn giao thông ntv gmail com Xin kính chào và hẹn gặp lại.